Hello các anh chị, hôm nay em sẽ hướng dẫn tiếp cho anh chị cái bộ nhông trong hộp sắt có mô tô kéo giấy. Trước tiên thì anh chị cái này là em tháo ra rồi, anh chị tháo ra xong rồi anh chị vệ sinh sạch sẽ nó, rửa cho nó hết cái mấy con bò của heo mái mà bò nó chết hết rồi, nó nặng lắm. Anh chị tháo ra, anh chị vệ sinh, anh chị vô mới bò lại. Bây giờ em tháo, hôm nay vệ sinh rồi. Đó. Giờ em sẽ hướng dẫn cho anh chị lắp vào để cho chạy cho nó nhẹ nhàng. Trước tiên thì anh chị lấy mỡ bò chét cho mấy cục này, anh chị vệ sinh trước nha. Đó. Anh chị chét cho mấy cái cốt nè, cắt đều hết luôn, cắt xung quanh hết. Cái anh chị nào mà không có mỡ bò thì anh chị lấy silicon cũng được. À, không có silicon thì anh chị lấy cái chai dầu ăn của mình á, dầu ăn mình kho hơi, chiên cá rồi đó, anh chị để vô cũng được. Nó cái anh chị chắc dòng nha. Rồi xong rồi anh chị lấy cái vít dẹp á, cái anh chị vệ sinh mấy cái nhông này, nè, vệ sinh ở trong mấy cái này nè, vệ sinh hết luôn mấy cái nhông này luôn. Đó. Đó, cái này là cái hộp sắt của hàng 723 720 rồi, nó tới 4 khay đặng. Còn cái dòng mà 855 với 856 857 trở đi thì nó có 3 khay nghe anh chị. Nên là em phải lắp hai cái. Ở đây là trước tiên ngay chân cái chỗ mà cái cốt này nè. Cốt này là ngay chân cái chỗ này là nó gắn motor nè. Cái anh chị nó nhớ miếng điện này nè. Miếng điện này nó hay gớp nè. Cái anh chị rửa, cái anh chị để ngoài đi. Đó, miếng điện này nè. Để cho nó ma sát nó được, nó nóng lên nè. Xong rồi chị để hai nhông vô hàng 723, mục đích của nó để hai nhông đây, một là nó sơ cua luôn, sơ cua cái nhông này nó có hư, nó nặng cơ nó hư thì mình lấy cái nhông chỉ dưới đây nè đổi lên đây, nó mục đích của thằng hãng nó sản xuất nó vậy đó. Nên cái này họ anh chị tha vô cái cốt motor cũng vẫn được nha, cái cốt cái motor á tha vô cho nó đều lại. Nên chị để vô hai cái này. Xong rồi anh chị để dây cu go lên. Thường thường dây cu go là nó có cái này, nó có hai loại. Cái này là 297. Đó. Với 1 cộng 297 nữa. Với 1 cộng 309. 309 là thường thường thằng 855 với 856 857 là mình chỉ xài có 2 cộng 297 thôi. Còn thằng này là mình không có xài, chỉ có thằng dòng đời cũ á mình mới xài, anh xài để nó truyền cho nó dài hơn, để nó truyền cho nó khúc dưới đây. Đó. Trước khi anh chị gắn vô là anh chị gắn cái đầu dưới vô trước, hoặc đầu trên đây cũng được, chân giữa gắn sau. Đó, anh chị lấy hai nhông bự nè, hai nhông bự là hai, là ở dưới nè, thấy không? Anh chị bắt ở dưới, để em để trên nó hơi khó nhìn nha anh chị. Đó. Cái dây cu gò 309 là nằm dưới đây nè, anh chị đỡ vô, và anh chị đồng thời đỡ song song nha, song song nó mới vô nè, hai cái đều song song như hết, nó mới vô nghe mà nó vô cái cục liền không, đó. Xong rồi anh chị kế tiếp, cái anh chị đỡ dưới đây trên đây, cái này là mình vô mỡ bò rồi nha, nên mình cứ đỡ vô bình thường, đó. Xong anh chị đỡ dưới đây trước. Rồi xong rồi anh chị đẩy dây cu go này chân đầy chân giữa. À, các anh chị đẩy song song nhau, các anh chị xe thường thường mà tình trạng mà kẹt giấy mà nó kêu cục cây tay rồi ha, là dây cu go này nè anh chị, dây cu go này bị tưa nè, nó hư nè, hoặc cái nhông này nó mòn đi nè. À, tại mình chạy lâu ngày quá mà nên nó mòn đi, còn mấy cái nhông dẹp dẹp này nó không bao giờ nó hư nghe anh chị, xài tới đại dục cái máy nó cũng chưa hư. À, nhất nguyên nhân kẹt giấy cây một cây hai rồi nọ là cái nhông này nè, nó mòn rồi. Nó mòn ngay chân cái chỗ này nè, nó mòn khuyết tại vì nó cả hai miếng sắt này nó mòn nè, cả hai miếng sắt nè nó mòn rồi, xong cái nó sẽ nảy lên nó gây hiện tượng kẹt giấy, nên mà mình thấy nó mòn đi á, mình nhìn nó mòn á là cái mặt này nè nó bằng luôn với cái nhông mặt nhông này nè, gọi là mòn.
Này cái này nó muốn mòn rồi thấy không? Cái này là em thay cho anh ta luôn nè. Đó. Cái này mòn rồi, anh lấy cái nhông khác em thay. Đó, nhông khác nè thấy không? Đó. Mấy cái này mòn là kẹt cái giấy là khủng luôn á. Cái giấy gỡ đã luôn. Chứ hương tiện mới cái cạch. Đó. Nó đó. Mình chỉ để nó vô. Để nhông này vô. Rồi xong để nhông này vô. Để xong vô. Các anh chị thấy mình đẩy nó xuống hết mới bò, anh chị chép mới bò vô thêm nữa cho nó nhẹ, nó trơn tru lại, ít chuyên xương cũng được, cho nó nhẹ nhẹ lại được rồi. Mục đích là mình làm cho nó nhẹ mà. Nhông này là nhông đúc mà, nhông đúc nhìn là nhông ghi. Rồi bên đây mình tha rồi, nó mình đẩy lên luôn, đẩy trực tiếp lên luôn. Xong rồi anh chị lấy cái lấy mỡ bò, các anh chị lấy mỡ bò chịu nhiệt cũng được, mà lấy mỡ bò chịu nhiệt đi, tại đừng để cho nó ma sát đừng cho nó mòn cái nhông này. Nên chị mua khoảng mỡ bò khoảng để em lấy cái hũ mỡ bò của em á, em ra lấy đọc coi khoảng 200-300 độ C cũng được thôi, lấy cái này luôn đi. Này anh chị chét lên đây nè, càng nhiều càng tốt, chị chét đi rồi lâu lâu anh chị lôi ra vệ sinh lại chứ không phải chạy hoài được. Đó. Anh chị chét lên giống em đi, bảo đảm cho anh chị chạy đã luôn. Nó không có mòn mấy nhông đấy, mấy sắt mà nó mòn cỡ này nè nè nè, nhông nào còn nó sắt mà nó còn mòn nữa, nó chi nhông mũ anh chị để cho nó luôn được nè. Đừng cho nó mà sát. Đó. Rồi anh chị đẩy lại, đẩy lại theo cái ngã này thôi. Đó. Cái điện thoại em nóng quá, đang quay cái nó ngừng luôn. Bây giờ em tiếp tục anh chị đẩy lại, anh chị dặn ốc lại nè, dặn 4 con 1, 2, ở đây còn 3, 4, chị dặn nó lại. Điện thoại em quay nóng lên là nó tự động nó tắt luôn. Rồi xong rồi anh chị gắn mùa tưa vô. Đó, mùa tưa thì anh chị cái chỗ này nè, thường thường dính ba mớ bò cũ lên anh chị. Anh chị lấy cái bằng chạy cước nè, cái anh chị đánh á, nhỏ hơn ngay cái này bự rồi, này em làm chục từ, anh vuốt vô cho nó sạch lại, sạch cái chân là anh chị hai mươi bò vô cái cốt rồi nè, đó. Xong rồi anh chị để vô nè, anh chị thấy cái miệng màu trắng nè, anh chị để cái chẳng lỗ nè, đó. Anh chị để vô nè, đó. Anh chị để vô, ngay lỗ nè. Anh chị dặn 2 ốc này lại ha, 2 con rồi mình xong, anh chị để vô, anh chị nhớ 2 bò nha, 2 bò vô cốt. Video đến đây đã kết thúc, và anh chị nào xem thấy hữu ích anh chị nhớ like nha, anh chị thấy like ít quá anh chị like nhiều đi, em sẽ ra clip nhiều hơn nữa, đặng mai mốt anh chị tự làm ở nhà hoàn thiện một con máy luôn. Anh chị like, còn anh chị nào chưa đăng ký kênh ủng hộ nha anh chị. Em cảm ơn anh chị rất là nhiều.